Vâng, xin chào các bạn, chào anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Quyết Audio. Hôm nay thì về những đồ nòa bãi rất đẹp cho các anh em chơi Tết đây các bác ơi. Sắp Tết đến nơi rồi, đúng không ạ? Đây, những cặp nòa hàng bãi xịn đẹp và đã được kiểm tra test rất cẩn thận. Và sẽ có thêm một công đoạn nữa cho các anh em, đó là chúng ta sẽ phải dọn toàn bộ sạch sẽ, sạch đẹp lại trước khi giao tay khách hàng, đúng không ạ? Các bác anh em có thể nhìn đấy, đây là nòa của GLD, model với cặp bát 25 này là KB610. Đấy, các bác anh em nhìn thông số luôn, em quay luôn thông số cho các bác anh em có thể xem cụ thể luôn. Với độ nhạy 98 độ Decibel này, công suất 300W. Anh em nhìn bảo là công suất 300W mà tại sao nghe to thế đúng không ạ? Anh em hãy chờ đợi một chút xíu, em sẽ quay cho các bác anh em nội thất bên trong. Các bác hiểu tại sao mà cái con loa này 300W mà công suất lại lớn như thế. Ở đây các bác anh em nhìn thông số nhé, nó có các cổng cắm ở đây thì cổng đầu vào này, cổng link sang loa khác đó cho các bác anh em luôn. Đấy, rất đẹp. Và mặt trước của em nó đây ạ. Đây là cái phần e cang và nó có phần vải chống bụi đây. Ở bên trong nó là kim loại các bác nhá. Đấy, còn logo này GLD Blue Audio System. Đấy, các anh em tình nhìn thôi, rất đẹp. Em sẽ vệ sinh thêm nữa cho các anh em. Và đây là coi lý do tại sao mà 300W mà anh em nghe công suất nó lớn thế. Nó là từ neo các bác nhá. Từ neo xương gang đúc và có dập đầy đủ hết những cái series đầy đủ hết ở trong trong loa luôn các bác này. Và em này thì các bác có nhìn ở đây nhá, anh em là có thể xem cụ thể luôn cái nhện này. Và côn này nó là côn 76. Côn 76 các bác nhá, không phải là côn 65 như cái con loa bình thường đâu. Đây là côn 76 như con loa full 30 luôn. Công suất không kém cạnh gì đúng không ạ? Đấy. Cái này nó từ neo thì công suất nó giảm xuống chứ không bình thường. Con này nó phải ăn khoảng tầm 350 400W nếu như mà chạy từ thường. Đấy. Anh em nhìn này, đây là bát loa, đây là chép neo luôn. Các bác anh em nhìn rất đẹp đúng không? Em quay cho các anh em xem cái phần nội thất bên trong nha, cái phần tần anh em nhìn. Đây, phần tần vào đây các bác. Anh em nhìn thấy đủ gấu không? Quay từ bên dưới này cảm giác quay trên điện thoại này nhìn hơi nhỏ, nhìn bên ngoài anh em nhìn cực khủng luôn. Phần tần bên trong anh em nhìn có cả bóng chống cháy này. Những linh kiện bên trong này thì thực sự ra bảo là nó để làm gì thì em cũng không biết đâu các bạn. Đây nó còn có thêm một cái cuộn nguồn đồng rất là to bên này nữa đây con. Đấy, nó đang tít lại đây. Và những cái chân để cắm chân loa nha, kim loại nha. Cái phần tay sách nha, ở phía dưới này cũng là kim loại luôn các bác nha. Đấy. Còn đây là xương gang đúc rồi. Đấy, quay cho các anh em xem đây, cái mặt bát của nó này. Đấy, đã được quét dầu gân dầu gân loa. Anh em nhìn đẹp không? Dầu dưỡng gân loa này thì anh em khoảng tầm 1-2 tháng thì anh em mặn quét vào nhé. Chứ anh em không nên quét nhiều quá. Nhiều anh em mua được cái về anh em được cắm vào quét liên tục cứ vài ngày anh em nôi ra quét thì nó không tốt đâu. Với lại một cái nữa là nhiều anh em thì cái dầu dưỡng gân loa anh em quét hết cả nên cái mặt bát loa, hết cả nên cái nón loa này. Cái đấy không phải đâu các bác, dưỡng gân loa như tên nó. Đấy, chỉ quét vào gân loa thôi các bác ạ. Nên em chia sẻ luôn cho anh em một chút xíu như thế. Và đây tiếp tục về những cặp loa. Ủa cái từ. Đấy, cái này nó là kim loại. Đấy, từ này nó bắt xuống dưới. Chắc nên rất là lạ. Đấy, em quay cho các anh em tiếp tục về loa này. Anh em có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em để đặt hàng các bác nhá. Và giá đảm bảo cho anh em luôn, giá hiện tại vẫn đang rất rất đẹp cho các anh em. Đấy, rất rất đẹp cho các anh em. Và anh em có nhu cầu lấy về kinh doanh lắp phòng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp bên em nhá. Đấy. Ở đây hiện tại thì em mới đang dọn được hơn chục cặp thôi, 12 cặp. Đấy, 12 cặp ở đây cho các anh em. Và anh em đang xem video đừng quên ủng hộ chúng ta và đăng ký kênh các bác nhá.